Nam mô Viện chủ, kính thưa chư tôn đức cùng quý phật tử, thưa các em học sinh thân mến, chung tay cùng xã hội cộng đồng là một việc làm cao đẹp, một thiện sự mà ngay mà mỗi người con Phật đều hướng tới, nhằm gặp gỡ động viên khích lệ tinh thần hiếu học của các con em tại địa phương để trở thành con ngoan trò giỏi, tiếp tục phấn đấu để trở thành học sinh gương mẫu. Được sự hoan hỷ của thượng tọa viện chủ, sự tùy hỷ ủng hộ của quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm xa gần, chiều hôm nay ngày 14 tháng 7 năm 2024 nhằm ngày 9 tháng 6 năm Giáp Thìn tại chùa Đại Thiên Long Trọng tổ chức lễ trao tặng học bổng gây tặng gieo hạt Bồ Đề lần thứ 5. Đó cũng chính là lý do của chương trình chiều ngày hôm nay. Về thành phần tham dự, xin được giới thiệu Thượng tọa Thích Tâm Nguyên, viện chủ chùa Đại Thiên. Đại đức Thích Trạch Đạo, chủ trì chùa Đại Thiên. Anh Phạm Ngọc Linh, chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã. Đại diện quý Phật tử cùng quý phụ huynh và 31 em học sinh được nhận học bổng chiều hôm nay, xin nhiệt liệt chào mừng, chúc lễ trao tặng học bổng thành công tốt đẹp. Đối với con, thầy là tất cả, là niềm tin, điểm tựa tâm hồn, thầy là biển cả tình thương, thầy là ngọn đuốc soi đường con đi. Trong giờ phút này, trước khi cung thỉnh quý tôn đức trao tặng học bổng đến các em, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa chứng minh ban thân từ, thành kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đề Mời Bộ Tư Thích Ca Mô Ni Văn Phật Tạc Đàn. Thưa tất cả quý vị đại diện hôm nay, một lần phát qua học bổng giáo dục Hạ Viện Mô Đề lần thứ tư và chùa Đại Thiên. Ngày hôm nay tôi được nhiều mời để chứng minh và dự cái lễ hôm nay. Tôi xin phát biểu hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề tổ chức, cái vấn đề cho buổi lễ. Nhìn qua ta đã có thể đảm nhiệm thành tựu rất là tốt. Từ đây là hình thức, đây là học nội. Cho nên từ chỗ đó, nếu không có hình thức, không có học nội, ở chỗ đạo Phật thì gọi là sự. Sự đó là gì? Là sự tướng. Cho nên cái sự tướng này, nếu chúng ta lấy đây mà làm cái châm ngôn cho hàng ngày, nói chung là của chúng ta, không phải riêng cả em đâu. Vì chúng ta cũng cần cái chuyện này. Chứ không phải là mình là người lớn, là cha mẹ là phụ huynh đến đây để mà tận chứng kiến, phải
hôm em đến đây mới là chứng minh cái việc làm hôm nay. Để rồi mình có trách nhiệm, có bộ phận. Để rồi mình nhắc nhở có cái của mình. Hàng năm về dự, và không phải là hàng năm, đó là một cái dịp để mà nhắc nhở tôi. Còn hàng ngày, hàng giờ, chúng ta phải nhớ lại cái việc làm của thầy Diệp Đạo và của tất cả quý vị hỗ trợ cái vấn đề vật chất. Không phải là của chùa làm gì có tiền, chùa làm gì có cái điều kiện. Tôi cho nói cho đây nó không phải là hàng năm chúng ta tới đây để những cái vật chất đó nhỏ là không là cái tinh thần, nhưng mà chúng ta phải nhớ cái điều đó. Tôi cho nói cho nên á, cái phần thứ hai tôi muốn nói là cái việc là trong âm thầm, trong lặng lẽ, nhưng mà kết quả rất là lớn. Đó là gì? Từ cái bản tâm của chúng ta, cái bản tâm thanh tịnh, cái bản tâm vì cái cuộc sống, vì đạo đức của gia đình. Nếu như xã hội chúng ta nếu có những cái buổi lễ nhỏ nhỏ tổ chức này và nó nhân rộng ra những cái tổ chức lớn, như quý vị cũng thấy được rằng hàng năm, rất là những cái năm gần đây, giáo hội Phật giáo nó có hai buổi rất là quan trọng, đó là tổ chức từ ngày hồi tu mùa hè cho cái tuổi nhỏ cho đến cái tuổi 20. Tôi cho đó cho nên mục đích là gì? Để nhắc nhở đến việc làm đó. Và cái tâm cái tuổi trẻ các quý vị cũng thấy rồi. Và tôi cũng thường nói quý vị là tinh tế nó có phần dồi dào, nó không đơn buổi là đầy đủ cho một cái ăn cho nên con cái chúng ta thiếu đi phương nào rất là bị thiếu phương giáo dục. Tôi nói thật không, đào cũng thể ôm hết được, chính tuyên cũng thể ôm hết được, nhà trường cũng thể ôm hết được, xã hội cũng thể ôm được, mà tất cả chúng ta đều bốn cái mùi vui này trong đó có đào hướng về để nhắc nhở để dạy dỗ tuổi trẻ chúng ta. Nếu không có tiếp tục là càng ngày ta học đấy, đó là vấn đề cái mặt chìm ở bên trong. Tôi mong tất cả quý vị nhớ cố gắng lưu ý cái việc này để chúng ta cùng nhau để đưa đến một cái chung, đó là quốc gia là xã hội. Tôi cũng thường nói rằng một đứa nhỏ được học hành thì trở thành một đứa con ngoan, việc vâng lời cha mẹ. Một đứa học trò ngoan thì việc vâng lời thầy cô giáo cho mình một bậc kiến thức của thời gian. Một đứa Phật tử giỏi tốt thì biết nghe lời những vị thầy về một cái tinh thần của mình để nhắc nhở mình ứng dụng cái việc làm mà thầy nhắc nhở. Để rồi khi đó trở thành cũng nhân tổ cho được tất cả những vị phạm pháp của thế gian bây giờ gọi là xã hội. Quý vị thấy những em lang thang, thiếu học hành, thiếu giáo dục, vi phạm vào vấn đề học, học lòng rất là đau lòng, đau đầu cho tôi chỉnh quyền là không có xã hội này chung. Thứ hai, làm cho cái vấn đề rồi đó, vấn đề kinh tế của gia đình và của bản thân đa phần là những cái thành phần ăn chơi liêu lỏng cũng là thuộc con của con nhà giàu có, nhưng khi cân vừa chiều tuy nhỏ nó quen rồi cho nên để đó nó lớn rồi mà mắng cũng muốn để trái uống thế đương nhiên là phải gánh thôi. Cho nên hôm nay có mấy lời nhắc nhở thì quý vị muốn mà hôm nay chính quyền mà hôm nay
vì những người có mặt trong nhà và tất cả chúng tôi đều có trách nhiệm. Đó là tôi nhắc nhở cho quý vị. Chứ không phải là tổ chức đây để hình thức bỏ ra một số kinh tế là vận động cái này kia để rồi làm hình thức để cho vui, không phải vậy. Đó là cái nhắc nhở của tôi, nhưng mà chúng tôi phải trách nhiệm của tôi. Chúng con xin được thành kính niệm ơn những lời huấn từ cao quý từ thượng tọa. Tiếp theo chương trình để thay đổi không khí, xin mời phật tử Thanh Kim sẽ đem lời ca tiếng hát đến gửi đến toàn thể hội chúng qua ca khúc Lạy Phật Quan Âm. Xin mời đại chúng lắng nghe. Cầm cái mic này cho nó to. Dưới tòa sen vàng con ghi lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con hiện tâm như giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát như biển thông, 12 nguyện lớn trong mến mắt cũng giúp bao người qua cơn khổ nạn từ biển đổ. Như tòa sen vàng, từ nhà tòa nhé nhé.
Chúng ta sẽ chia làm 3 đợt.